Thuyên tắc phổi xảy ra khi một tác nhân có nguy cơ gây tắc mạch máu đột ngột bị kẹt lại trong lòng một động mạch phổi. Tuy thuộc vào những động mạch phổi nào bị ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn, mà có thể dẫn đến sự giảm trầm trầm lượng máu dầu oxy cung cấp cho cơ thể. Bình thường, máu trở về tim từ tất cả các mô và cơ quan qua mạng lưới tĩnh mạch kết nối với nhau. Những tĩnh mạch nông dẫn lưu máu về những tĩnh mạch sâu, sau đó nhờ vào cơ vân có vai trò bơm đẩy máu đi tiếp. Cơ chế của hiện tượng này là các cơ vân ép lên tĩnh mạch rồi đẩy máu đi tới. Và tĩnh mạch ngăn chặn máu chảy ngược lại bằng các van một chiều. Cuối cùng tất cả máu trở về tĩnh mạch chủ trên hoặc tĩnh mạch chủ dưới. Rồi đổ vào tâm nhĩ phải. Từ đó máu đổ vào tâm thất phải và được bơm lên động mạch phổi. Để cuối cùng vào hai phổi đồng mạch phổi phân chia tại vị trí có hình ảnh khá giống yên ngựa, do đó được gọi là vùng yên ngựa. Sau đó, động mạch phổi trái và phải đi vào từng bên phổi tương ứng. Những nhánh nhỏ của động mạch phổi tách thành các động mạch ngày càng nhỏ hơn, rồi đến tiểu động mạch và cuối cùng là các mao mạch, hình thành các mạng lưới xung quanh phế nang nơi mà sự trao đổi khí xảy ra. Khí thuyên tắc phổi xảy ra. Sự tắc nghẽn trong bất kỳ động mạch nào cũng dẫn đến sự giảm lượng máu đến mô phổi phía hạ lưu dòng máu. Trong đa số trường hợp, sự tắc nghẽn này gây ra bởi mảnh vỡ của cục máu đông liên quan đến huyết khối tĩnh mạch sâu. Huyết khối tĩnh mạch sâu thường thấy nhất ở chi dưới, phía dưới gối. Mặc dù cục máu vẫn có thể hình thành ở cả tĩnh mạch nông lẫn sâu cũng như ở các bộ phận khác của cơ thể. Trên thực tế, trong thuyên tắc phổi, Người ta cho rằng tác nhân gây thuyên tắc đa số hình thành ở tĩnh mạch chân phía trên gối. Bình thường quá trình này bắt đầu với sự tổn thương nội mô. Hay lớp trong của thành mạch máu sau đó xảy ra sự co thắt mạch tức thì, làm giới hạn dòng máu đi qua. Kế đến một vài tiểu cầu đến bám lên thành mạch bị tổn thương, rồi được hoạt hóa bởi collagen và yếu tố mô, là những protein mà bình thường được ngăn cách với dòng máu bởi lớp nội mô nguyên vẹn. Các tiểu cầu này sau đó kết tập thêm nhiều tiểu cầu khác để hình thành nên một nút chặn tiểu cầu. Sự hình thành nút chặn tiểu cầu gọi là cầm máu nguyên phát. Sau đó dòng thác đông máu được hoạt hóa. Trước hết trong máu có những yếu tố đông máu. Phần lớn là các protein được tổng hợp bởi gan. Và thường chúng ở dạng không hoạt động và chỉ di chuyển theo dòng máu, dòng thác đông máu bắt đầu khi một trong các protein này được phân cắt ra. Protein đã dạng hoạt động này sau đó phân cắt và hoạt hóa các yếu tố đông máu tiếp theo. Và quá trình diễn ra lần lượt như vậy. Bước cuối cùng là sự hoạt hóa protein fibrinogen thành fibrin. Sau đó, fibrin tích tụ và trùng hợp để hình thành một tấm lưới bao quanh các tiểu cầu. Như vậy, các bước dẫn đến sự củng cố fibrin trong nút chặn tiểu cầu gọi là sự đông máu thứ phát và kết quả là hình thành một cục máu đông vững chắc ở vị trí tổn thương. Dòng thác này có độ khuyết đại khổng lồ và chỉ mất một vài phút từ khi tổn thương đến khi hình thành cục máu đông. Do đó, sự hoạt hóa dòng thác đông máu được kiểm soát nghiêm ngặt bởi các protein kháng đông. Có nhiệm vụ nhắm đến và bất hoạt các yếu tố đồng máu chính. Ví dụ, antithrombin bất hoạt các yếu tố 9A, 10A, 11A, 12A, 7A và thrombin trong khi protein C bất hòa các yếu tố 5A và 8A. Khi cục máu đông phát triển về kích thước, nó giới hạn dòng máu đi qua lòng mạch và làm áp lực trong tĩnh mạch gia tăng. Thông thường, cục máu đông có thể tự tan. Ví dụ như những men như plasmin ly giải fibrin thành các mảnh gọi là D-dimer. Nhưng đôi khi, sự tăng áp lực trong tĩnh mạch có thể làm cho một phần của cục máu đông vỡ ra, và trôi tự do, trở thành một cục huyết khối có nguy cơ gây tắc mạch và có thể đi theo dòng máu đến tim. Khi điều đó xảy ra, cục huyết khối này có thể di chuyển từ vị trí hình thành của máu đông đến tầm nhĩ phải, rồi vào tâm thất phải và được bơm lên hai phổi, nơi mà nó có thể bị kẹt lại ở một vị trí nào đó, gây nên thuyên tắc phổi do huyết khối. Đây là một tình trạng đe dọa tính mạng bởi vì nó ngăn chặn dòng máu đến phổi để lấy oxy. nếu không có máu chảy qua mạng mạch quanh phế nang điều đó có nghĩa là có những phế nang được thông khí nhưng không được tưới máu chúng ta gọi đó là bất tương hợp thông khí tưới máu hay bất tương hợp vq cơ thể cần máu dầu oxy để hoạt động vì vậy chỉ có thể chịu được sự bất tương hợp vq nhỏ trước khi hai phổi không thể đáp ứng được nhu cầu của cơ thể mức độ bất tương hợp không khí tưới máu phụ thuộc vào số lượng kích thước và vị trí của huyết khối gây thuyền tắc phổi. Đồng thời cũng cho chúng ta biết lượng mô phổi không có dòng máu đi qua. Đáp ứng sinh lý đối với tất cả tình trạng này là sự tăng thông khí. Khi tăng thông khí, cơ thể bắt đầu giải phóng nhanh CO2 và dẫn đến kìm hô hấp. Tức sự thay đổi cân bằng axit giờ trong máu gây nên tăng pH máu. Bên cạnh đó, một số bệnh nhân có thể có thông liên nhĩ là tình trạng tồn tại đường thông nhỏ giữa nhĩ phải và nhĩ trái. Ở những người này, cục máu đông có thể đi từ nhĩ phải sang nhĩ trái, mà hoàn toàn không qua phổi. Nếu không may, cục máu có thể đi xuống thất trái và được bơm ra ngoài cơ thể. Thường là lên não và làm tắt mạch cấp máu cho não. Có thể dẫn đến đột quỵ do tắc mạch. Chính vì điều này trên một bệnh nhân bị thuyên tắc phổi, việc khảo sát sự tồn tại của thông liên nhĩ là rất quan trọng có ba yếu tố chính dẫn đến huyết khối tĩnh mạch sâu. Hay còn biết đến như tam giác vi khô. Yếu tố đầu tiên là dòng máu chảy chậm hay ứ động trong các tĩnh mạch. Bình thường dòng máu chảy liên tục và dễ dàng qua các mạch máu. Nhưng nếu dòng máu trở nên hỗn loạn, dòng lưu thông theo đường thẳng bị phá vỡ, những chỗ máu chảy chậm và ứ động hình thành. Ứ ừ máu cũng có thể xảy ra trong các quá trình bất động lâu của cơ vân, như nghỉ tà dương hoặc những chuyến bay hay chuyến xe đường dài. Hay kể cả trong quá trình mang thai khi đứa bé phát triển chèn ép các tỉnh mạch kế cận. Trong quá trình ứ máu, tiểu cầu và các yếu tố đông máu khác tiếp xúc với tế bào nội mô. Và sự tương tác kéo dài dần đến kết dính các yếu tố đông máu. Và cuối cùng là hoạt hóa dòng thác đông máu. Yếu tố thứ hai là tình trạng tăng đông. Khi mà sự thay đổi số lượng các yếu tố đông máu làm gia tăng quá trình đông máu nguyên phát hay thứ phát Điều này có thể xảy ra do căn nguyên di truyền hoặc mắc phải như phẫu thuật hay sử dụng một số loại thuốc chẳng hạn như thuốc tránh thai. Trong phẫu thuật, tổn thương thực thể đối với các mạch máu làm hoạt hóa dòng thác đông máu. Và thuốc tránh thai thay đổi sự cân bằng đông cầm máu sang phía đông máu. Vì chúng làm gia tăng số lượng các yếu tố đông máu đồng thời làm giảm số lượng một vài yếu tố kháng đông, như protein C và antithrombin. Yếu thứ ba là tổn thương tế bào nội mô lót lòng mạch máu làm phơi bày yếu tố mô và collagen. Tổn thương có thể gây ra bởi nhiễm trùng, viêm mạng tính hay độc chất, như các chất trong thuốc lá. Thuyên tắc phổi nhỏ có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, trong khi thuyên tắc phổi lớn có thể gây đau ngực, đột ngột và dữ dội, khó thở cũng như mệt mỏi. Nếu thuyên tắc phổi lớn xảy ra do huyết khối ở vùng y ngựa, nó ngăn chặn máu lên cả hai phổi và có thể dẫn đến đột tử. Nếu nhiều thuyên tắc phổi do huyết khối xảy ra kéo dài, có thể dẫn đến tăng áp phổi hay suy thất phải bởi các động mạch bị tắc gây ra tăng kháng lực. Từ đó đòi hỏi tim phải tạo ra áp lực cao hơn để đẩy máu qua các động mạch bị tắc nghẽn. Chẩn đoán thuyên tắc phổi có thể được thực hiện với chụp CT mạch máu phổi khi đó chất cản quang được tiêm vào mạch máu để xác định tắc nghẽn. Bên cạnh đó, xạ hình thông khí tưới máu. Thi thoảng, gọi là VQ scan, có thể ghi nhận các vùng phổi có thông khí nhưng không được tưới máu. Cần lâm sàng hiệu ích khác, bao gồm xét nghiệm DDM máu để phát hiện sản phẩm của sự ly giải fibrin và thường sẽ phát hiện được khi có tồn tại cục máu đông. Nói chung, có thể liên tục tạo ra và ly giải các cục máu đông, và một số cục máu đông nhỏ sẽ tự tiêu biến. Nhưng đối với trường hợp các cục máu đông lớn gây ra triệu chứng thì cần phải can thiệp. Các men tiêu huyết khối có thể được sử dụng để giúp ly giải cục máu đông. Hoặc phẫu thuật lấy huyết khối phổi có thể được thực hiện để loại bỏ cục máu đông. Điều trị lâu dài để ngăn ngừa huyết khối hình thành trong tương lai có thể bao gồm các thuốc kháng đông như warfarin hay heparin nhằm ức chế dòng thác đông máu và ngăn chặn hình thành cục máu đông. Một lưới lọc cũng có thể được đặt vào tĩnh mạch chủ dưới để ngăn chặn thuyên tắc phổi. Phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu cũng rất quan trọng. Với áp lực và luyện tập cơ bắp chân thường xuyên trong thời gian ngồi lâu có thể giúp máu di chuyển qua các tĩnh mạch ứ động. Được rồi, cùng tóm tắt nhanh. Thuyên tắc phổi là tình trạng tắc nghẽn các động mạch phổi vận chuyển máu đến phổi để lấy oxy. Thông thường thuyên tắc phổi là do huyết khối, xảy ra khi cục máu đông hình thành từ huyết khối trên mạch sâu kẹt lại trong các động mạch phổi. Triệu chứng thay đổi tùy vào lượng mô phổi không nhận được máu, dẫn đến bất tương hợp thông khí tưới máu, vì vậy điều trị ngay lập tức là rất quan trọng. Video thực hiện bởi WOMED.